Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở đây là ấp Long Hòa B, xã Đầu Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đây là đường bê tông 2,5 m. Đường này thì xe ô tô 7 chỗ mình đi thoải mái. Và đây cũng là tuyến đường gọi là đường thông, đường công cộng nha anh chị. Đó. Bê tông này thì là đường mới làm nha anh chị. Đường này thì ô tô mình đi thoải mái ha. Đây là xung quanh cái miếng đất của mình nè anh chị, là dân cư hiện hữu luôn. Còn đây là lô đất của mình nha anh chị. Lô đất của mình là có ranh giới rõ ràng. Đây có cái trụ bê tông đó đó anh chị. Đó. Ngay cái trụ bê tông này mình ngang qua là 4,3 m, sâu vô là 23 m nha anh chị. Đó. Đất của mình thì không có bị tấp hậu nha, đầu đích bằng nhau hết luôn. Sổ hồng riêng, hướng là hướng chánh nam, đường là đường ô tô, đường thông công cộng nha anh chị. Đó. Thì nghe từ đất của mình nè anh chị, thì cái đường này rất là rộng luôn và là đường công cộng. Đất của mình thì không có hành lang lộ giới nha anh chị, và đặc biệt là lên full thổ cư cho mình luôn. Tổng diện tích là 91 m² full thổ cư luôn nha anh chị. Đó. Sổ hồng riêng, công chứng ngay trong ngày luôn. Và từ đất của mình anh chị, thì chút xíu nữa em sẽ chạy ra ngay chỗ quốc lộ 50 để anh chị xem ha. À, và từ đất của mình mà ra quốc lộ 50 đó anh chị là chỉ có là 1,3 km thôi. Và từ đất của mình mà cách dòng xoay quảng trường trung tâm hành chánh sự nghiệp tỉnh Tiền Giang là 2 km nha anh chị. Đối diện với ấp Long Hòa B của mình anh chị, đó chính là khu đô thị Đông Bắc thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Đó, đang thành lập nha. Và từ đất của mình mà về ngay chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 57 km nha anh chị. Đó, nơi đây thì dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ luôn. Mình dọn vô là mình xây nhà nè, rồi mình ở luôn được nha anh chị ơi. Đường này đường bê tông công cộng là đường thông luôn. Và đường này thì xe ô tô mình đi thoải mái. Em đang chạy ra đường quốc lộ 50 cho anh chị xem nha. Đó, tới đây mình quẹo phải, đi dọc theo con sông này là mình ra đường cột cờ nè anh chị. Đó, ô tô này mình đi thoải mái nha anh chị. Đó, đây là đường cột cờ nha anh chị. Mình đâm thẳng theo đường cột cờ này thì mình sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 50 của thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Thì nơi đây thì rất là gần với lại là trung tâm hành chính sự nghiệp tỉnh Tiền Giang, là có những cái cơ sở ban ngành ở đó, cũng như là vòng xoay quảng trường nha anh chị. Đó, đây là khu vực mới của thành phố Mỹ Tho, và đối diện với lại là khu đô thị Đông Bắc đang thành lập ở bên kia. Thì khi người ta thành lập xong khu đô thị Đông Bắc á, thì giá đất của cái khu đối diện này thì nó cũng sẽ lên nha anh chị. Đó. Và hiện tại thì chủ đang rao bán cái nền đất này là 750 triệu, còn bớt lọc nhẹ cho mình nha anh chị ơi, và bao toàn bộ thuế phí giấy tờ cho mình. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em, rồi mình đến tận nơi mình xem đất nha anh chị. Đó, còn đây là cái đường cột cờ, đường lộ nhựa ha. Và mình sẽ đâm thẳng ra quốc lộ 50 luôn. Và từ đất mình ra quốc lộ 50 chỉ có là 1,3 km thôi nha anh chị. Xung quanh này thì người ta là nhà vườn cũng như là biệt thự sân vườn rất là nhiều nha anh chị. Tại vì nó sát bên nội ô thành phố Mỹ Tho luôn nha. Từ đây mà mình ra dòng xe quảng trường là ngay chỗ đường Hùng Dương nói dài đó anh chị, là chỉ có là 2 km thôi là mình ra ngay chỗ dòng xe quảng trường, ngay đường Hùng Dương nói dài. Rồi mình đi vào trong trung tâm thành phố là khoảng thêm 1 km nữa là mình tới là Vincom Plaza, cũng như là những cái tiện ích nội ô thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Đó, ở đây là coi như là sát bên nội ô thành phố luôn nha anh chị. Và đường đi là đường ô tô rất là thông thoáng luôn. Để anh chị nhìn thấy là bên tay phải em là rất là nhiều nhà vườn nè, còn bên tay trái của em là con kênh thoát nước nha anh chị. Nơi đây thì dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ rồi. Mình đi vào trung tâm thành phố tầm khoảng 5 tới 10 phút là đến nha anh chị. Đó, rất là tiện lợi cho mình. Còn những cái tiện ích như là chợ, trường học thì nó cũng rất là gần đây nha anh chị ơi. Dạ, em xin nhắc lại nữa là đất của mình thuộc là ấp Long Hòa B, xã Đầu Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, cách dòng xe quảng trường là 2 km thôi nha anh chị. Còn ra quốc lộ 50 chỉ có 1,3 km thôi. Đường là mình đi ô tô được nha anh chị. Đường rất là rộng và đường là đường bê tông mới làm luôn. Đất của mình thì không có bị dính hành lang lộ giới. Ngang 4,3 m và 23 m. Tổng diện tích là 91 m², full thổ cư, hướng chánh nam, sổ hồng riêng luôn nha anh chị. Đó. Thì hiện tại em đang chạy ra ngay chỗ quốc lộ 50 cho anh chị xem ha. Ở trên con đường này thì cũng có nhiều nhà dân cũng như là những cái cơ sở xí nghiệp người ta ở đây nè anh chị. Đó, rất là nhiều ha. Người ta kinh doanh buôn bán ở đây cũng khá là nhiều, rất khá là đông đúc nè. Thì ở đây là mình chạy ra ngay chỗ quốc lộ 50 nè anh chị. Quẹo phải thì anh chị về ngay chỗ quốc lộ 1A. Còn quẹo trái thì mình về dòng xe quảng trường nha anh chị.